Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Hiện tại gia đình mình đang có mặt ở đồng của Châu Thành. Đi bữa nay thì có anh Bình, anh ở ngã tư Chợ Ếch, anh đi theo chơi nữa cả nhà. Mới lên tới đồng thì máy cắt cũng mới vừa vô tới. Cắt cái miếng này sao lôi mình lên. Bà với Thanh Liệu lộ qua trước rồi. Chúc thì chào cả nhà sao. Anh Bình cũng lội lại đắng trước luôn. Miếng này khô. Nay vẫn tiếp tục là bắt chuột với bắt ếch. Ra em lại góc này. Được trải nghiệm thực tế là đi theo máy cắt rồi rượt chuột rồi đào ếch nè. Em dọp đằng đó nghe em ơi, để vỏ đó đi. Chim yến hết hồn luôn. Còn kia dính không thấy lẹo. Ô đó đó, qua đó. Kìa cá đằng đó đó kìa. Hai con luôn. Hai con. Rồi, tới đây thấy lẹo. Ngay đầu nó vô lúa hả? Bạn bắt con này cái thấy lẹo ơi, bắt con này cái đi. Coi chừng nó vô đóng gom nha ba. Vô hang này rồi. Vô hang hả, để đó đi. Kìa lại cho Thánh Liệu bỏ vô đi em. Thánh Liệu chụp chuột hụt hả? Dính à, dính à. Kia, kia. Chuột kia nó ban vô lúa. Con chuột đó thì nó ban phải rồi ông mẹ chụp hụt tao chụp hụt cái. Đây nè, đây nè, qua đây nè. Qua đây nè, qua đây nè. Còn không? Còn. Thánh Liệu lại đặng đuổi nó lại đi. Con chuột chạy vô cái suối tự. Ừ, nó vô hang đó rồi kìa. Coi coi dài đặng đấy. Rồi ổng cắt lúa luôn rồi. Ồ ra hai con nhìn thấy đã sợ. Khơi khơi ra trời. Kìa 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 chạy vô rồi vô rồi. Còn không? Vừa chụp hụt cái. Còn không? Còn không đó. Vô để xong không? Vừa
nó xuống cái này nó ra nữa đó, ra nhóc nữa đó. Ô, đó em rồi dính rồi đó. Đó, đó nằm ơi. Đây bà, đó, đó. Rồi chuẩn bị đi, nó vô xuống tới nữa đó, bữa nay vô luôn rồi Thánh Liệu ơi. Rồi xẻ giữa luôn kìa, cái em giờ mới nói em ơi xẻ giữa rồi. Ba bên đó đi, ba bên đó đi. Dính nữa kìa, nó ra về góc bên này không ạ? Nó ra góc bên này không ạ? Anh ba ơi, quá bự nữa kìa. Này ba, ba gà lén. Ừ, nó bò lén ra, có chừng nó bò lén ra anh Bình. Để đi cho nó gọi cái nó dồn vô anh bắt. Ô gà đang con quá trời bự rồi nè. Rồi chạy vô rồi. Đây nè ba ơi. Nè 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 nè. Rồi 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 vô lúa luôn rồi. Đây nè chạy lên tới này đó đó ông Bình tới đây tới. Đó. Rồi dính rồi. Quá dữ. Chung vô nít luôn. Để không hiếm. Rồi. Ra bên kia nó, ra bên kia nó. Dính chưa? Dính nè. Còn bên này nữa. Nó còn khúc dưới này nè, nó còn khúc dưới này mấy con luôn nè, chỗ khúc này nè. Dạch dạch kiếm ơi Thánh Liệu ơi. Ờ cái lần này cũng nó cũng chớ nữa nè. Cho luôn hả? Hả? Ờ, để găng chưa nha. Kiếm vòng vòng hả, vô đào hay hang đó nha. Không không, mình ở đây chưa đâu. Còn bắt mấy cái hang đó nữa. Nó còn dội lại nè. Ủa nãy thấy chụp bay bay lên có bị cắn không ông Bình? Vô hang đây, ấy là hang sao kìa. Cũng lẹ dữ ha. Phải lắm. Lẹ không thua gì hiện. Đó đó. Vô hang đó. Hang dưới á. Vô hang dưới á. Nhảy ra đây mất rồi. Hai con cháu dí đẳng thấy con hết bự. Lần này nó bò ra chỗ đó hồi nãy, chỗ la đó hai con đó mà là không kịp. Ừ, chục bự không? Đó 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 đó, đó bà ơi. Rồi 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 rồi. Lẹ lẹ tiếp hết nào. Rồi.
chết với thánh liệu nữa rồi. Vô hang rồi. Chạy quá trời chạy. Tắt nước luôn thánh liệu. Lấy Dũng em ơi. Trời ơi, chụp hai cái mà hụt ngay đây tính dính rồi. Bắt năm tiền. Sống dưới đó thì không tiền. Bắt bắt rồi, người bắt năm tiền. Té như Queen. Ừ. Chạy đó, chạy luôn. Không có rồi, ba vô đầu trong, ba nói nó trước đi. Nó phải ở chơi vô trong đó đó. Coi chừng có chủ nhà nữa, thấy liệu. Vô phá. Hả? Con này vô phá đám nè. Con kia nó nói với con này mày báo tao nữa rồi. Báo tao nữa. Như con hôm nữa vậy á. Bóc ba gom lại nha, để bỏ mắt nha. Như con nhỏ chạy vô, hồi bắt được khiên con bự. Bắt không? Không. Con này mình cái liệu rồi. Tới đuôi rồi. Chưa. Tới đuôi rồi. Đi xuống cấp không á. Coi chừng nó ra lén á bà ơi. Đường ra đây thì đi đâu. Đường nào nó chạy. Chuột nọc đó nha. Chuột này cũng lẹ làng lắm. Chừng hai cái mà nó làm kẹp lú chứ. Lú rồi. Lú chưa? Lú đuôi rồi. Vậy đó. Hả? Lú bên kia mà hỏi lú bên thánh liệu. Hai con. Con đi trở lại đó bài. Chưa anh thấy liệu. Hả? Chưa biết hả? Chưa. Chưa tay nhúc nhích. Kêu bằng. Đó thấy không? Sau lưng á bác Nam. Đi sau lưng á. Bò dính rồi kìa. Dính rồi. Dính hả? Dính rồi bác Nam ơi. Dính rồi thôi. Mày chạy hả? Coi chừng có chủ nhà nữa đó. Mày chạy với tụi tao hả? Có không? Hả? Quá trời bự luôn, chuột nọc. Thánh liệu là thánh liệu. Ôi hai bà con. Đuôi đuôi. Mình bắt rồi là miếng đó vừa cù nữa đó thánh liệu. Rồi, có không có bỏ đi. Hết rồi bỏ đi. Lắp lại, lắp lại. Rồi để lại bắt cái miếng này đặng mình đi lại bắt cái kia. Mày hả bưởi? Mày chạy bưởi. Đây nếu có hang đó nè. Hang nãy đó. Em nhúng nước đó cái đi em để họ nó xỉu rồi. Đi lại đặng nhúng nước. Đây, 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 bự quá, bự quá, bự quá. Ơ thằng Liệu ơi, làm nó để nó vô. Kìa. Chiếu này làm hoài. Em ăn từ từ. Chuột đất. Còn. Rồi. Anh Liệu sẽ sống quá. Hãy
Dòm dòm nghe em ơi. Xích ga, xích ga, xích ra ngoài. Chụp hút đó phải không? Con bình nóng lên cái cụ trên đó coi sao. Chụp đực mới ngon nè. Chụp đực ngon ngon không? Mình bắt toàn chụp đực không á vậy anh? Có con chụp cái mà quá. Đâu chụp cái đâu. Ừ, con hồi nãy bắt năm bắt. Tính nó không ra gì nó ra trời. Coi đầu đẳng cái. Là bữa nay nó cắt quất này đúng không anh? Mình không còn đứng đằng đó. Hết luôn bữa nay khu này á. Mình bắt đủ ăn thôi. Bắt hết luôn. Bắt hơi nhiều nhiều chút. Ai biết đâu mà. Sao xuống được. Đây đâu đừng đi ra heo đó. Rồi không có à. Chưa chưa cùng mà. Còn cùng bước, ơi. Còn một lớp là đẳng kìa đỡ nó ứ khúc cuối. Kìa kìa chục mẹ đó lú đuôi kìa lú đuôi đó em. Đó 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 nó ra giờ nè, đó. Chụp kỹ nha. Đó 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 đó. Còn chục mẹ nữa. Bắt bắt nha em. Hay quá. Còn chục mẹ nữa. Liệu ăn măng bắt rồi. Rồi liệu bắt chục mẹ. Xong rồi liệu dính nữa rồi. Không dám bây giờ nó liệu đâu dính ra rồi. Ra bên hết liệu kìa. Dính hả? Em chạy ra đường ngoài, em chạy ra đường ngoài cho quay thấy. Quá trời bự luôn. Ra nữa kìa. Ra trước này, cái lúa này hai con rồi đó. Đó qua luôn rồi đó. Dí tiếp thánh liệu em ơi. Rồi. Bệnh chảnh bắt nữa kìa. Nó chui sát dưới rồi đó. Kiếm nó cái hành liệu ơi. Sau đây nè em tóc nè. Đẳng đi bắt con đẳng cái đi rồi lại. Ra đây bên đây hai con luôn nè. Kiếm từ từ. Đây nè, đây nè. Phải không? Ở đây nè, 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 nè. Đây nè, thánh liệu qua đây nè. Qua chỗ đó.
đây nè, đây nè, dính rồi đó. Chưa, 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 nó mới vụ đó đó, đó đó bà, đó bà. Đâu rồi? Dính. Về vô đánh lẹo. Tay ha. Tay chạy ngang, ngang ngang chuột luôn. Con bên thánh liệu cũng bự nữa. Ôi chục con. Đó, đó, nè, 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 qua đây nè. Nè, nè. Rồi rồi vô kẹp bao lúa rồi đó. Con này cho nhỏ nghe. Lại đây nè con trai. Dưới đó đó. Dưới đó đó. Rồi nhỏ bắt dính luôn rồi. Đứng đây đi bắt Nam cho con nè. Mắc nữa hả? Trời ơi, đâu rồi? Rồi vô cái đuôi rồi. Dính rồi, dính rồi. Nãy giờ con bắt được mấy con rồi? Chưa được con nào mới lại. Con mới lại hả? Đây. Con hai. Con hai. Con lấy đâu? Con cho nó thêm con trong giỏ mình nữa đi. Sao con bỏ vô bọc được? Con trời ơi, cái bọc. Rồi ra thư lưng này giải quyết rồi cho nó. Con phải kiếm bọc bự cho con. Rồi ba giải quyết cho nó đi ba. Giải quyết cho nó đi. Rồi bỏ vô đi, bắt thêm con trong giỏ này cho nó con bự nữa đi. Rồi hai con đủ ăn chưa? Im rồi phải không? Đâu? Kìa lấy đồ đựng kìa. Cho con đó. Rồi, cho nhỏ luôn đi, giải quyết đi. Từ từ em bắt chưa anh dành bắt em của em. Hai con mà không. Mấy con? Hai con. Rồi, con. Ok, được ba con rồi đó. Chi miếng một cái hết biết rồi nè các nhà. Nó bay theo mấy cái xe cắt lúa là nó ăn con bồ cào á, nhiều nè, sát đọt lúa luôn. Xin được trái dừa.
Nghi Nghi nó ra rồi. Nghi Nghi nó ra thấy không? Bệnh tôi mở máy sẵn. Tính là ghi bàn nữa mà không kịp bắt năm hả? Kịp bắt năm rồi, lại liệu bận. Lại liệu có ai vừa. Chim yến hết hồn luôn ha. Này cả nhà nó bay nè. Điều trời chứ. Nó ăn mấy con bồ cào á ông Bình. Nó xuống cái này nó có ra ngay đầu này con nữa nè. Mà miếng này dài quá mình chạy theo không nổi đâu. Đứng đầu này đi rồi có nó ra là anh đón anh bắt nè. Đi lại uống nước cái đây chạy xuống là vừa luôn á anh Bình nè. Hai trái luôn hả Thái Diệu? Dạ. Giờ mới cần ngọt lạc đi vô đổ vô. Sắc nước uống. Kìa bà chú mà. Bà chú hả? Chú của Thánh Liệu cho hai trái dừa. Đây là khu này là gần nhà Thánh Liệu rồi. Ừ, coi chừng nha Hiền ơi. Một chắc không con. Hồi không còn. Hồi mất lương nè. Có lương không? Có. Uống nước hả con? Uống miếng đi. Nè. Uống miếng đi con. Nó con liền quay cái bọc bự nữa. Nó bỏ nữa. Còn nữa không phải miếng nữa. Uống đi, uống cho đã khác đi. Uống miếng nữa đi. Uống miếng nữa đi con. Uống miếng nữa đi con. Còn trái nữa. Vừa này vừa của ông nội con mà con. Uống nào. Thiệt mà. Của ông nội nó hả? Ừ, của ông nội nó đang cắt nè. Thánh Liệu với anh Bình chạy theo xe rồi cả nhà. Mình đứng đầu dưới nè. Với ba. Xe lên trên vậy chứ nhiều khi nó cũng lén lén nó bò dưới này á bà. Ừ. Lên nó ở đây nó ra. Đi vậy nó đi hút nó trở lại ra. Bẻ à. Vô được rồi con trai, nắng rồi. Nắng quá rồi, chịu nổi không? Vô đi. Bữa nay mình đủ chiên tươi rồi. Có khát nước uống nước đó nha con. Thầy nó xuống là ra hai ba con nè, con nhảy con đè lại đi. Lăn. Ông không có giành với con đâu, con đè đi. Con mấy tuổi? Ngồi đại trên mình nó 12 tuổi. Ủa không có đi học hả anh trai? Có. Học quá hả, học thầy lắm á. Hả? À nghỉ lễ. Thầy á. Học thầy lắm á. Ngay trước lớp 6 phải không? Lớp 6 tụi, lớp 6 mà có ba lớn đó. Có ai bắt được con không biết được. Đúng xuống luôn. Đúng xuống luôn. Đúng đi sâu bắt nó được hết này, ở đây nó cũng khôn lắm. Ở hang thiệt là động trời nè, kìa. Bàn tay gần dạnh kìa. Không luôn. Không có nữa. Chạy đi em, chạy khỏi tái Bắc Nam đi em, chạy đi nè. Hai cái đường từ đó ra hang khô nhiều. Nó nhảy lên hả gì á, nhảy lên nằm ở trên này nè, chụp ơi. Chụp ơi. Gà không khỏi đâu. Dính rồi đó. Chụp, chụp có liệu, chụp. Bởi ông Pháo lấy tay. Còn nó lên luôn. Đào chú đi bắt năm đi. Sung rồi. Sung rồi. Nhảy liệu sung rồi. Cái này mình ra cái nên cái liệu coi. Thôi giờ mình bắt ếch luôn, miếng này dài quá bắt chuột không được. Chạy theo thấy quải quá. Bắt luôn à, gặp gì bắt nó mà. Chưa. Lấy tay, trời. Đây, chụp. Chưa, chụp cái gì nãy nó nằm trên, bây giờ nó xuống tuốt dưới dính rồi, nó ruột đó. Nhảy tiếng cũng lớn quá nè.
Nó này bự mà. Nó gần lên rồi xuống, lên xuống lên. Lên. Lên không? Lên tìm. Lên. Lên tìm là nước bút chở dưới á. Ừ, thấy nhất nhất vậy. Lên. Lên từ từ. Bực này ta lên tới đây lên con nó. Chật, chật chật. Chật cản. Tư tế đừng để cho gấp. Nó vung bên cái cây bắt năm. Vung. Ừ. Cứng dữ lắm. Bắt năm gịch cái tay cứng ngắt không thấy đâu. Lên. Rồi có gấp thằng thằng đâu. Quá đẹp. Rồi. Rồi, chất liệu lắm. Mà lớn không cũng đã. Thấy dấu là biết bự rồi. Rồi bên đây chim yến. Bẻ đi em. Bẻ đây. Bông lục bình. Trúng bài rồi. Ồ đưa em. Lục bình này chấm cá kho cũng ngon lắm đúng không? Nước mắm chua cũng ngon. Này, đây này. Hả? Ừ. Bên này bông hơi nhỏ ha. Không có đâu, nó mới lên á. Má trời đẹp luôn. Nếu mình chấm là ăn được rồi đó. Đây nữa nè, đây còn bắt nữa nè. Bông súng. Chim yến nhiều cả nhà ơi, quá trời chim yến luôn kìa. Còn cặp mé đó bẻ được mớ nữa đó em. Đưa đây để ba lô đi anh quẩy cho. Kìa đằng vàng đó luôn. Thôi đeo bẻ cái não đi. Ồ quá trời cầm lại cái em. Đây nè. Đi em ra cầm đồ đi anh đi lại cái đầu cụ đằng này. Ở đây gần nhà con chưa anh trai? Vậy hả? Ồ. Nãy giờ ba với Thánh Liệu đi bắt thêm được 3 con ếch nữa cả nhà ơi. Nắng quá mình không có lội theo quay được. À, tổng cộng mình được 4 con ếch. Cái cỡ hơn 2 kg chuột. Cái này được 4 con ếch. 4 con ếch. Lưới xe đúng chuột. Đó hai. Chuột nhiều. Dạ thì mình sửa soạn chế biến luôn.
ba nghiêng rồi ba, nghiêng ếch với bốn con, à, được bốn con này nè, một rổ chuột, chuột, một rổ, đây cho ăn đây, rồi nấu luôn đi ba, nấu, à. Nãy giờ thì bắt nồi cơm chín rồi, giờ thì chế biến ếch xào sao ớt hay gì em? Chuột thì mình chiên tươi trộn rau găm dưa leo. Xài non hả? Xài non nè, đây xài non nè. Vậy sao? Trời ơi, cái thao nhìn thấy ngon quá vậy. Rau găm nhiều quá nha em. Tôi cắt sẵn hết trơn rồi, thánh liệu để vô chiên là nó ngay ra. Phải không? Bán năm nấu cơm mà đâu có khoảng đâu. Cơm trưa mà. Thấy không? Cơ cũ hả? Ừ. Này tới 15 16 con chuột. Nhiều lắm. Mấy con à? 15 con. Đổ dầu vô thêm nữa thánh liệu ơi. Hết dầu rồi, vô. Hết dầu luôn hả? Còn chút rồi. Đưa đây đổ hết luôn. Đổ hết để xào ớt. Để xào vào đó. Đó đó. Đi đổ vô hết luôn đi ba. Anh Bình thì rửa lục bình, anh Bình thì rửa lục bình. Dằn quá ha. Vô đi ba. Nóng lên trên rồi. Quá xả. Mới bị em để đây hồi cháy nè. Rau găm, xoài, dưa leo. Ngon nha. Ngon ngọt không liệu à. Có cơm không à? Không liệu. Dạ. Cầm này coi, cầm này coi. Qua bếp củi luôn hả? Cho cái ga này qua bên cơm. Đây bắt năm. Củi đây. Đây bắt năm. Ê bắt năm. Ở đây ê bắt năm. Ê bắt năm. Nãy giờ mấy anh em lại đây thì cũng gặp cái anh chủ vườn anh ở đây. Anh hồi lúc anh ra thì mình đang làm chuột đó cả nhà. Anh có cho thánh liệu 2-3 trái dừa. Hồi làm chín rồi vô rủ ông chủ vườn ra dùng bữa với mình luôn nha thánh liệu. Bếp củi trời nào xài cũng được hết, đừng có trời mưa à. Trời mưa cũng là làm được nữa. Nhưng mà không có nó cháy không bằng trời nắng. Chủ nhật mình còn vị khách đặc biệt nữa đó thánh liệu ơi. Còn hai khách lận á. Cắt ra gì chiên nguyên con nhìn đã ha. Anh Bình này là ảnh lẹ không thua Duyên Hiện đó ba.
vô luôn nha. Xả vô luôn à. Nó vàng. Chở thịt ếch này đã quá nhiều ngon. Cho nó sạch sạch cái ba đỉnh khô quá. Chở sạch sạch. Chở chấm bông một bình. Thấy không? Quá đã. Tới công chuyện nữa rồi. Còn đó nè. Còn cắt tuốt bên kia nữa đó Thánh Liệu. Còn đó 3-4 miếng nữa. Nướng còn lâu dữ nữa. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là anh chủ vườn hồi nãy mới cho Thánh Liệu mấy trái dừa hồ lô nè. Tới rồi đó, cái đó tới rồi, để lên chung lên. Tới chưa? Quá trời vàng ha. Nó tới lửa nó vàng quá trời ha anh Bình. Cái đợt gấp ra trước nó không vàng bằng. Dần quá ngon. Đủ lửa này mau chín đó. Luôn chưa? Hết rồi đó. Hết đẹp đó. Còn ở dưới này, cuối cùng nó bự. Cô chuẩn bị của mình tới đâu rồi? Vô mà. Vô mà. Có bông một bệnh. Chuẩn bị đi. Xài mắm guốc hả? Cái bông lục bình là lợi hại là cái vấn đề chấm cá kho nữa lắm nha. Chấm vô ăn ngon lắm. Mắm đồ ừ. Quên the cái chảo. Nó sạch sạch gì nó ngon dữ. Chấm bông lục bình nó ngon. Quá trời ngon. Chị nó chịu trái trái dữ lắm á, chịu tụi em. Đất từ đó nó cổ qua đây hết á. Như thịt gà vậy ha. Qua đây mẹ luôn đi. Qua ngồi đi con. Qua ngồi trên. Quá trời ngon. Tới rồi đó. Này mình không có trộn chung mà mình để riêng. Rồi cặp nó. Còn phải giao cho Linh để chúng ngồi không thấy chúng cái đất trộn. Rồi, múc ra đi. Xả nhiều với ớt thì mới ngon. Giết luôn. Ngon. Không cho hết thì được. Thôi, con điểm này không có lầm nha. Mát rồi ha. Cái gì cho mát còn nha. Mình kêu bằng ông chủ vườn, ông chủ vườn là cũng là em Hạng cả nhà, mới hỏi tên thì em cũng còn nhỏ, mới có 27 tuổi à.
mời em ra dùng bữa với gia đình mình luôn. Ăn thẻ hơn uống con. Dùng bữa dạ, năm ơi. Tới công chuyện đó rồi. Đất đai đồng ngoài bái, mà lạc mã chết dạ. Vô nha. Vô nha. Vô. Mời cả nhà dùng cơm với cha con chú cháu tôi luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Vô. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm với bác Năm với hai chồng sinh nha. Vô. Tự nhiên đi các bạn. Tự nhiên đi. Tự nhiên. Ngon quá. Đó giờ có từng quay lên YouTube lần nào chưa? Có Facebook rồi. Có Facebook rồi. Mắc cỡ cả nhà ơi. Thấy vậy chứ gặp lần sau là làm như thánh liệu. Ăn tự nhiên nha anh Bình. Em hẳn rồi nè, dùng tự nhiên nha. Tự nhiên. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Chị, cảm ơn. Cảm ơn. Anh có liệu nãy hết, có anh có liệu nãy anh có liệu. Thôi, rồi, cảm ơn. Người đùi hết đi. Chia đều. Chia đều đi. Khó, khó, khó. Đạo con khó hả nó? Nó đỏ. Ừ, nó ngon. Bữa nay hên quá, đi ra bắt cũng được nhiều chuột nè. Ếch thì bữa nay cũng tương đối là ok. Nhưng mà cái khúc ba với thánh liệu lội đi xa quá rồi, mấy anh em không có lội theo. Bắt khúc cuối ba con không có quay cả nhà ơi. Thử không? Dạ anh. Với xoài nữa. Ngon lắm. Trời có anh có liệu bắt không? Mình ăn hút ba con mới ăn con chuột của thánh liệu, còn nếu mà trong vòng ba con là ăn chuột của mình. Tại em dính ba con anh. À. Cái hầm này cá cũng nhiều quá bồ hẳn. Ha. Nhiều không thấy nhiều nhóc. Ừ, thấy nhiều nhiều nhóc. Bắt luôn hả? Nước rộng ra cạn rồi nè, hồi nãy mình lội nước đầy á. Này mồi nhiều lắm đó nha. Mồi nhóc. Con lục bình à, nãy hái đẹp đẽ quá trời. Hiền. Không lấy cái chảo. Em bỏ xương hả? Ừ. Nè. Ừ. Rồi. Ba không sợ dục xương bậy bị cô chú la nãy giờ cầm mà không để ý. Không mà ớt xào sợ ớt là ngon à. Mình xả như ớt cũng ngon. Mình ở ruộng mình ăn chuột mạnh mạnh quá vô. Mấy chuột nó sợ mình. Nó không dám lại ăn lúa mình à? Dạ đúng rồi. Tính liệu có lúa không? Con chuột nhiều quá mọc đuôi. Ăn chuột cũng lâu dữ rồi đó, mấy tháng rồi đó. Thôi gặp thánh liệu tới giờ là ăn chuột liên tù tì 6 tháng rồi đó. Cái tháng nào mà có móc lương có nữa nè. Tháng nào móc lương có. Tháng này nè, chút móc có nè. Đi cái đường là có điện em. Móc lụng vậy hồi đi gặp rồi đó. Là không. Đó. 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 Hay quá. Bắt lương nấu bánh chua hả gì? Trời nữa đó thánh liệu ơi. Thánh liệu. Trời nữa đó. Thánh liệu không chạy. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn thử nhím nhé. Thử nhím đâu có gì đâu. Nó sợ. Ngon quá. Vậy quá. Quá nhiều trời hết không ạ. Chuột mà chiên khô khô vậy ngon ha, nó thơm. À, bản người ta đốt gom. Nó ra gọn bữa dưới này, đốt lên cho. Tôi chung cái mặt hết à.
mời cả nhà luôn nha. Dịch đem lại làm hơi bơm nước. Đúng, dịch này đem hoài lâu rồi. Dịch này lại mấy ngày rồi. À, hay rồi. Thôi rồi, chấm thử miếng. Đồng này mình dịch ăn mình có bán không bộ hạng? Dịch anh đâu có bán đâu. Cho người ta ăn không hả? Cho nó cao, cho người ta cẩm. Cho người ta ăn rồi người ta cho học thịt đó. Cẩm đó, cho học thịt đó. Đây là ít bán đồng lắm. Rồi nhà đâu hả? Nhà con đâu? Chân Phú Tâm á. Đỡ lên rồi. Thôi không dòm chứ nó con kìa. Đâu không có gì đâu không anh. Con mạnh mạnh vô đi. Con cháy nè anh cái liệu ơi. Lần ở trên gồm đó con cháy ngon. Đầu tiên cháy hả? Em còn mắc cỡ cả hai lần nữa hết hết mắc cỡ. Vậy có ngu quậy gì? Mình không biết thôi chứ biết gì. Ngỡ đang đứng lên quay quay ẩm tâm trời ẩm đi ra ẩm hỏi bộ quay YouTube hả hết hồn chưa à. Lúc mà nãy á nãy bộ ra bộ hỏi á có buộc không thôi mà thôi nãy giờ thấy gì bán chuột bệnh ta. Mạnh không? Nó mạnh không gió đuôi á. Mạnh vô. Nó chuột đằng nào mà ban đêm ngủ mà giống chuột. La giống chuột là chuột đó đó. Vậy là thành chuột rồi. Miếng ớt mới giữ á, cắt miếng ớt mới giữ á, cầm vừa á. Người ta đốt ở trên đó khối quá trời luôn. Bên trong cái vậy đốt cơm, đốt cơm mùa này mà ruộng người ta chưa cắt đốt nguy hiểm lắm á. Cây đốt, lan á. Đốt vô xuôi này nó táp trúng lá ủ một cái thì tiêu liền. Tiêu luôn á. Bữa hổm mình nấu cơm cũng có cô chú nói sao nấu cặp méo ruộng thấy ghê quá xinh. Nấu hơi xa không sao á cả nhà. Biết á, mình rơi lòng hoàng mình cũng biết. À, bữa nấu quên cây bàn đó chứ gì. Ừ. Mà đó, cách chúng đó là hai thước đâu nổi. Thằng ba. Còn nữa. Còn nữa. Còn nữa. Mạnh lắm. Mà anh em mình chơi ơn. Một nhà đó anh. Nó liệu rồi luôn à. Đó mới vô đi mấy lần đầu tiên cũng mắc cỡ rồi. Và anh ngại lắm. Không có tự nhiên như anh đâu. Chào cả nhà đó làm sao anh đâu. Chào nhỏ xíu à. Giờ bấm lại cái video rồi đó coi mắc cười quá. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cười sặc 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 nhá. Vui á. Mà cái tiếng mà bà hộp chào nó toàn dính luôn. Có. Như không lai like dịch máy vô hả? Đang cười. Đang cười dính thiệt. Mỗi người ở nhà em là con mất á. Cơm ngon. Ừ. Anh biết sao ăn cơm ngon không? Tại mình đi hút giờ đó, đói. Đó hả? Hút giờ đói á. Tự mạnh đi anh cái liệu. Bông một bình kho mắm mới ngon. Ừ. Mắm tép á, mắm tép á. Ừ. Cái mình mua dùm tổng tỏi ớt á. Đúng rồi, cặp nó vô chấm. Ngon. Chắc cũng ăn không được có bình á. Dạ. Chưa có ăn mấy gì rồi. Đó có lần nấu canh chua cơm mẻ cũng ngon. Ừ. Nói mình nấu mình dùm cái nho bỏ vô liền. Dạ. Vừa nhúng rồi ăn. Chỗ này không ra gấu ấm nói chuyện ta.
đi chỗ rồi. Ngồi nhóc nói chuyện vậy. Chị nay chịu nấu được miếng con nào? Không, cái nào không bắt được con nào chứ. Mai kìa, Mai với Ngọc Lan này tranh đấu đi. Mai thứ mấy? Bảy. Mau đi trời. Đừng mau lắm. Ngày sáu à? Phải nhất là gấu gấu đi ngang Ngọc Lan nè. Ngọc Lan Ngọc Lan Ngọc Lan Ngọc Lan lụm thụp. Mà em có liếc xin thấy anh liếc liệu cho chơi xấu à. Anh đào cái em qua đây nè. Đúng rồi. Chạy đường này đó. Đúng rồi, thấy giờ Em tôi kêu em à. Em hả, em cũng bắt dính à. Mai cho đâu chứ Ngọc Lan bữa xin đâu hai con rồi. Đây là vào nhóc. Mai đây cắt nữa nè. Hoặc cắt khu bên kia hả? Năm nay nếu mà mình chịu chạy đồng gì là đi theo cắt lúa hoài luôn ba. Anh đưa thích nước không Ngọc Lan? Hồi nãy chủ đất ổng cho hai chai dừa uống hết một chai dừa mo luôn, ăn được hai chén cơm. Ăn dừa cũng hẳn dừa này, trái gáo dữ thiệt. Uống trái là tới thành bách đa luôn. Trái vừa hai người uống. Ăn cái bẻ hết đi, ông chịu lên để uống mấy trái đi rồi. Em bới anh đi đi. Trái bắt năm rồi. Trái bắt năm rồi, ngon quá. Ăn đi. Lúc hơn hai chén rồi hết mẫu rồi. Tự nhiên đi anh. Trái ngon nha. Người chị em lo á. Ngon. Ăn tự nhiên nghe bồ hả? Nói chung ra anh em mình không biết thì thôi, biết thì tự nhiên á, dễ. Cứ cho bình đạt có làm nấu mà nếu mà chỗ nào hơi gió nhiều cái trưa này mình chắc có lẽ có người cũng liền cà phê. Bữa nay cơm còn nhóc kìa. Có hết nồi đi. Ăn hơi thêm chén thôi con. Chuột con này quá trời. Chỗ có cơm ăn rồi á. Ăn chuột chơi đi bột. Ăn chuột chơi đi. Chấm tiếp à. Ăn khấm. Ăn đại. Ăn đi bột. Bồ ham quá, bồ quất cho hai chứ vừa. Rồi, trời ơi, hai chiếc vô đâu khác tông ơi. Giờ thì gia đình mình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Thì thu xếp hành trang tiếp tục là bằng thứ hai nữa là tại vì anh Bình anh nói là anh chưa có đã giờ đi thêm chặng nữa mới chịu. Giờ thì chắc video của gia đình mình xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà luôn nha.